thảo luận ha. Cái mẹ. À, thưa quý vị, Nam Quang với lại Kim Trang. À, bây giờ quý vị biết sao không? Sau khi mà anh em chúng tôi vừa mới livestream cái chương trình Kim Trang Tình Yêu đó, thì thường thường là mỗi lần livestream xong là hai anh em kéo nhau đi ăn. Thì cái quán mà chúng tôi thích ghé nhất là quán quán bún nha. Cái tên nó là quán bún ở thành phố Garden Grove, nằm ở trên đường Garden Grove luôn. Thì đây, ở đây nó có gì? Có mấy món ăn rất là ngon, là đa số là bún không? Cái gì nó cũng dính dáng đến bún hết nè, thì là quán bún mà. Nam Quang thích ăn cái này lắm. À, ngon lắm, mấy lần cũng có chụp hình ở trên Facebook, nhưng mà chưa có giới thiệu ở trên ở trên YouTube, để cho Nam Quang cho quý vị coi cái menu nha. Đây, cái quán bún á, nó có tên là như vậy nè quý vị. Chữ quán bún luôn, thấy không? Đó, số điện thoại đó nha. Ok, cái này là cũng là quảng cáo cho mọi người thấy, chứ không có lấy tiền của bún nha. Quảng cáo để cho quý vị biết cái tiệm bún tới ăn cho nó ngon. Ở đây họ có chả giò nè, có gỏi cuốn tôm thịt nè, có thịt nướng cuốn nè, cánh gà chiên nước mắm, còn bánh cuốn dưới này. Có bánh cuốn Thanh Trì, bánh cuốn nhân thịt, bánh cuốn tôm cháy, bánh cuốn đặc biệt. Mà quý vị thấy gì không? Cái giá cả rất là phải chăng nha, mà Nam Quang bảo đảm với quý vị bao ngon luôn, ăn rất là ngon. Nè, quý vị thấy cái phần bánh cuốn không? Mà có đặc biệt cái gì? Kim Trang, cái chả mà màu xanh xanh, Kim Trang nói cho quý vị nghe đi là cái gì vậy? Cái chả màu xanh này nè. Đó. No, chả cốm. Cái đó là chả cốm nữa quý vị. Đó. Còn tô bún bò nè. Bún bò 9 đồng 99. Còn tới đây là Nam Quang thích nhất là ăn canh bún. Canh bún 9 đồng 99, mình gọi thêm dĩa rau nữa. Bắt chước Kim Trang gọi thêm dĩa rau muống, mà rau muống nó trẻ đó, ngon lắm. Bún bò Huế đặc biệt là 10 đồng 99. Nó có đặc biệt cái món bún đậu mắm tôm nha. Trời ơi, ngon ơi là ngon mà hả. Nhìn cái dĩa nó hấp dẫn lắm. Hôm nay tụi Nam Quang gọi canh bún với lại bún đậu mắm tôm. Bún đậu mắm tôm nè, 9 đồng 99 nè. À đây, thấy chưa, nhân viên phục vụ cũng rất là dễ thương. Đó, thì quý vị thấy tô canh bún không nè, xong mình bỏ ớt vô ha. Đó, ớt này là ớt xay nè, còn cái này muốn mắm tôm rồi chanh, quý vị thấy ha, ngon. Đây, để coi có gì này. Ok, cái này tàu hũ rồi, chắc chắn rồi quý vị ha. Tàu hũ nè, rau muống rồi, chắc chắn rồi. Canh bún không có rau muống là xong. Huyết, cái này đặc biệt là huyết. Cái huyết này nó rất là giòn quý vị. Huyết này ăn giòn ngon lắm, cắn vô một cái nó sực đã lắm. Rồi, cái này là cua. Thêm cua nè, bún nè, canh bún mà quý vị biết không, cái sợi nó phải thấm cái nước màu đó, nó phải như vậy nó mới ngon nè. Cái sợi mà thấy màu hồng không, canh bún mà mình gấp lên như vậy mà mình thấy cái sợi màu trắng là không ngon rồi, chắc chắn luôn á, không ngon. Rồi cái này đặc biệt là cái này là chả. Trời ơi, cái không có cái món chả này là cũng không là thiếu nha. Đó, thì thường á, Nam Quang ăn là Nam Quang ăn cay. Cái tay mình để như vậy hồi nữa dính. Wow, cái này hồi nữa nó ấy lên mắt là chết luôn rồi nha. Dính tay, dính ớt rồi. Ok, thì cái này ớt xay cũng ngon nữa quý vị, bỏ ớt vô nè, bỏ ớt vô đây. Rồi xong rồi cũng phải bỏ chút xíu mắm tôm nữa, chứ không có mắm tôm ăn không có ngon. Canh bún là phải có mắm tôm, đúng không? Có hương vị quê hương á. Nam Quang có mấy người bạn không có thích ăn mắm tôm là tại vì hồi xưa nhà người ta làm mắm tôm á, người ta biết cái quy trình làm mắm tôm ra làm sao, người ta nhìn người ta sợ, người ta không dám ăn. Nhưng mà cái này nó khuất mắt mình ra thôi, mình cứ ăn tới nơi. Ok, rồi. Bún đậu mắm tôm của Kim Trang sắp ra thưa quý vị. Quay ngược lại.
Mọi người thấy Nam Quang mới đổi hai cái sừng. Và bây giờ tới phần của Kim Trang. Tên 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 tên. Rất là đặc biệt. Nào là đậu hũ nè, nào là cốm, mắm tôm, rau. Đây anh Nam Quang với hai cái sừng mới bỏ ra. Ngon không? Mi Lê Lợi đây ngon không? Đó, bún căng đó. Số 1. Không quen ở hồi số 1. Này số mấy đây? Cái số mấy đây Trang Thủy? Nếu mà quý vị thích ăn canh bún thì cho số 1. Còn thích ăn bún đậu mắm tôm cho số 2. Ai muốn ăn canh mắm đậu cho số 2? Thế là canh bún ngon không? Canh mắm đậu cho số 2. Thành ra Nam Quang từ đây về sau á, Nam Quang sẽ giới thiệu cho quý vị những cái nhà hàng ngon. Đừng có lắc cái phone quá, nó người ta chóng mặt. Sao chóng mặt hả? Kim đây. Trang không có quen livestream quý vị, thành ra quý vị niệm tình tha thứ. Còn cái này giả. Những cái nhà hàng mà ngon ở đây là Nam Quang biết gần hết rồi. Ok, ta đi ăn nhiều lắm. Phương nói số 1, số 2 luôn. Tổng thống Trump đã đó quý vị, thành ra mình ăn hết rồi. Thành ra Nam Quang sẽ đi ăn nhà hàng nào, Nam Quang sẽ review cho quý vị nha. Tổng thống nào đái, Tổng thống Quang đái chứ Tổng thống nào đái. Thử ăn nha. Ngon không? Rất là ngon, cái này hương còn, vị. Còn cái rau muống bèo, em một cái rau muống bèo nữa. Cái này là hương vị quê hương. Hương vị đậm đà quê hương. Ok, quý vị biết gì không? Là Nam Quang á đi ăn rất là nhiều quán canh bún ở dưới Sài Gòn rồi, mà chỉ có cái quán này Nam Quang ăn á thì Nam Quang mới thấy được cái hương vị của cái canh bún hồi xưa lúc còn nhỏ mình ăn. Cái này cái tí nó to quá. Cho anh cái này. Cảm ơn. Thì thật sự đó quý vị, tới cái quán này ăn mình mới thấy được là cái canh bún hồi xưa hồi nhỏ mình ăn nó làm sao đó, ăn rất là ngon. Còn mấy cái quán khác ăn thì giống như là ăn canh bún vậy thôi, nó không có được cái hương vị hồi xưa, hồi nhỏ. Đó. Thì tàu hũ cũng thấm lắm nha. Nấu bún riêu với lại canh bún với quý vị, là mình phải nói tới cái chuyện là thấm. Cái bún, cọng bún nó phải thấm vô trong, cái nước phải thấm vô cọng bún. Mà cái miếng tàu hũ cũng vậy, cái miếng tàu hũ nó phải thấm vô, nước phải thấm vô cái miếng tàu hũ, ăn ngon. Quá ngon. Ngon không? Ngon quá. Sau khi mình làm xô xong á, nó bột ra đây ăn là hết chảy. Còn cái bên Kim Trang á, đúng rồi. Đây nè, quay hả? Mắm tôm đây ha, chấm vô, cái hũ chấm vô. Trời ơi, cái thịt luộc ha. Cho vào trong cái chén. Cái thịt luộc nè, thịt luộc cắt ra thấy ngon vậy á. Muốn bào em? Còn cái này là chả cốm. À đó quý vị thấy không? Cái màu xanh xanh ở bên trong là cốm đó. Thấy không? Cái dĩa là cũng kích xin ái luôn, bự lắm. Đậu hũ này rất là ngon. Rau muống. Còn này là rau muống này là để ăn thêm đó. Kim Giang có muốn chia không? Chia. Đây nè, chia cho rau muống đi. Đó, bây giờ Nam Quang đi ra ngoài chút xíu cho quý vị coi nha. Ok, thì tại vì nhiều người nói là không biết cái quán nó làm sao. Ok, đây nè, đi ra ngoài đường. Đây, nó nằm ở trên đường Grand Road. Nó nằm ở phía sau cái nhà hàng, không, cái ngân hàng Hemi Bank đó, quý vị. Đó, để zoom lại sơ sơ cho quý vị thấy. Đó, thấy không? Nó nằm sau cái ngân hàng này nha. Cái ngân hàng này nó ngoài bìa mặt đường. Thì quý vị cứ chạy tới đây không quý vị. Thấy nhà hàng, cái ngân hàng đó ở ngoài thì quý vị quay lại là quý vị thấy cái quán bún nó nằm đây. Thấy không? Đó. Kia là ngoài đường, kia là Grand Road đó quý vị. Đường Grand Road ngoài đó. Rồi quý vị chạy vô trong phía trong này là đó, tới quán bún. Ở bên cạnh đó nó có cái tiệm bia nè. Đó, quý vị thấy tiệm bia này, bên cạnh đó là quán bún. Đó, rất là ngon. Nam Quang giới thiệu, nhiều người tới đây rồi, ai ăn cũng cũng khen hết, không ai chê hết, mà cái giá cả cũng rất là hợp lý, các bạn nha, sạch sẽ, cái chính là sạch sẽ, ok.
sạch sẽ lắm. Nước trà nữa nào. Ừ. Có nước trà nữa hả? Ừ. Có nước trà nữa. À, đã vui không? Chờ, bé ơi cho anh thêm ly trà đá đi con. Cho nên nhiều lúc làm YouTube cũng vui á, là bởi vì sao? Là bởi vì sometimes mình làm xong mình đi ăn, mình thích quay phim hay có những cái gì dễ thương gửi đến cho mọi người. Đó, bỏ thêm chút xíu rau muống bào vô đây cũng ăn cũng ngon nha quý vị nha. À, hồi đó năm qua không có nghĩ là có rau muống bào vô ăn nó ngon, nhưng mà mỗi lần mà đi ăn Kim Trang cổ hay gọi rau muống bào á, nên Quang thấy ăn lần này thấy cũng good, cũng ok, ra ăn luôn rau muống bào đó này. Còn cái này là đây là cục huyết nè, huyết ăn hết sợi hết sợi. Đó, cục huyết. Huyết mà cắn vô quý vị, ở bên trong nó cục huyết là phải giòn, huyết là phải giòn. Quá ngon. Quá ngon. Người ta nói là huyết là phải giòn đúng không? Mang cái bún này phải ăn thiệt cay. Không biết quý vị làm sao, mình đang quan ăn không? Ăn thiệt cay. Giống như mình ăn ăn ốc á quý vị. Hồi xưa nhớ nhỏ ăn ốc không Kim Trang? Đúng không? Mình ăn mình cứ xin thêm nước mắm á. Đúng không? Em nhớ đó không? Ăn xong xin thêm nước mắm á, xong rồi mình chỉ húp nước mắm ha. Húp nước mắm ha. Đến độ mà mấy bà bán ốc là mấy bà đuổi luôn á. Tại vì nói tụi bay có mua có một dĩa ốc mà tụi bay xin tới 2-3 chén nước mắm. Canh bún muốn dậy mùi á là phải bỏ mắm tôm chắc chắn luôn. Không có mắm tôm mà mắm tôm mà phải mắm tôm mà phải mắm tôm Bắc á nha. Chứ còn mà mắm tôm thường nó không có ra mùi canh bún, nó là mắm tôm Bắc á. Nhiều lúc á quý vị, mình buổi trưa thì năm qua không có dám ăn mắm, tại vì cái hôi miệng quá. À, buổi tối thì mình ăn, cho mình về nhà luôn, mình không có còn đi đâu tiếp khách hay gì nữa, mình không có ra mình ăn được. Xong thêm một chút xíu ớt, bún mà không có ớt cay cũng ngon. Phải có ớt đó, bỏ vô thêm một chút. Đó. Ok, mấy bạn nào mà gọi là fan cứng nha. Ok, hôm nào mà đi lên OC, tới OC, đi qua Cali, ghé đây, hú Nam Quang cái. Nam Quang với lại anh Tiến Dũng sẽ với lại Kim Trang sẽ dẫn đi ăn nha. Mấy nhà hàng ăn bún này nọ ở đây. Thì có một cái nhà hàng nữa là quán ngon. Nam Quang ăn mấy món nhậu đó rất là ngon. Thì vừa rồi sau khi làm show chung với Tiến Dũng xong á, ông ghé cái quán ngon đó ăn, trời ngon quá nha. Anh ra ok, hôm nay là Nam Quang giới thiệu cho quý vị quán bún. Sau lưng Nam Quang nó có chữ quán bún đó, thấy không? Thấy chữ quán bún không có cái tô, xong có chữ quán bún đó. Đó, ok. Ở đây Nam Quang bao ngon luôn, bất cứ loại bún nào ăn cũng ngon hết. Anh ra đây Nam Quang cho quý vị cái địa chỉ lần nữa. Quý vị tới ủng hộ đây, rồi xong rồi nói là quý vị nghe YouTube của Nam Quang nha. Ok. Đây. Địa chỉ. Quán bún số điện thoại là 657-667-0123, cái địa chỉ ở đây thôi. Địa chỉ không thấy. Ok, quý vị cứ gọi cái số điện thoại này nha. Rồi xong rồi ra địa chỉ à. Hoặc là Google thôi, giờ dễ mà. Đúng không Kim Trang? Google một cái là ra quán bún ở Garden Grove. Cạnh Chợ Đêm. Ừ, đúng rồi, nó gần Chợ Đêm á. Ok quý vị. Có bạn Bích Đặng nói là coming nè. Ok coming. Tới đây, địch bao ăn luôn. Đúng rồi.
Bích Đặng mà tới là bao luôn á. Bích Đặng là fan cứng đó. Lên YouTube luôn. Bích Đặng là fan cứng của kênh Trust Mira Network á. Bích Đặng Hoàng Bích Hương đây, rồi BT So rồi nữa. Có rất là ngon. Ừ. Ngon không? Còn gì không cho người ta ăn không? Ờ đủ rồi, uống nước trà nữa thôi à. Ok, Bích Đặng ở Louisiana. Wow, mai mốt là năm qua qua bên Louisiana là phải liên lạc Bích Đặng nha, để đi ăn crawfish nha. Ok, bên đó nổi tiếng crawfish á, với lại mấy món Pháp á. Còn cái phố đi bộ đó cũng đã lắm. Trời, nhìn bên đó đã quá ha, ngon quá ha. Đây, mắm tôm. Ngon quá. Ăn nhiều quá rồi bà Hằng, bà nói mập như con heo giống như Hồng Vân vậy. Đúng không? Ok, nó nguội rồi, cái tô này nó nguội rồi, bây giờ phải quất đi. Ok rồi, tạm biệt quý vị, quý vị nhớ tới ủng hộ nhà hàng quán bún nha quý vị nha. Ok, rồi nói là nghe giới thiệu từ Trust Media Network của năm qua. Ok, rồi cảm ơn quý vị. Và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai với anh Nguyễn Tiến Dũng. Ngày mai mà sau khi mà làm show xong với anh Nguyễn Tiến Dũng á, thì tụi này sẽ đi ăn ở một cái quán nào đó mà nó ngon á, thì Nam Quang lại sẽ giới thiệu nữa quý vị nha. Rồi, tạm biệt quý vị. Nhớ stay safe and have good night. Ở bên Việt Nam thì bây giờ là mấy giờ sáng rồi? Bên Việt Nam bây giờ là 9 giờ 15 sáng rồi. Ok rồi, thôi quý vị bên Việt Nam làm việc cẩn thận nha. Rồi ngày mai thì mình sẽ sáng sớm mai vào lúc 5 giờ rưỡi sáng thì Nam Quang với lại anh Nguyễn Tiến Dũng sẽ có show của hai anh em sẽ nói về Nguyễn Phương Hằng cuồng cuốn. Ok rồi, bye bye mọi người.